ngày tới nữa đây. Em có rất là nhiều nha. Và cây đặc biệt là nó nhỏ nhưng mà cây nó rất là đẹp và nó chuẩn bị làm nụ hết rồi nha cả nhà. Nụ rất là nhiều luôn. Cho nên là Tết nay cái loại này thì vẫn chơi hoa được rồi nha. Đó, nụ nhiều lắm luôn nha. Cây cao thì tầm khoảng một gang tay của em hơn. Chắc khoảng gang rưỡi à, chắc tầm khoảng 2 tấc rưỡi đến 3 tấc ha. Có cây thì nó cao hơn xíu. Rồi cái lô này thì là giảo siêu bông nha. Siêu bông thì còn gọi là siêu nụ. Và vườn em hôm nay lại tiếp tục tri ân khách hàng nha. Với giá là 250.000 một cặp thôi. Và em sẽ bao phí vận chuyển luôn. Và đồng thời là nếu mà ai mua 10 cây thì em sẽ tặng một cây nha. Rồi đây, em sẽ quay cho cả nhà xem nha. Chỉ 250.000 một cặp thôi. Cây rất là xum xuê và rất là đẹp luôn nha. Rồi đây, em sẽ giơ lên từng cây cho cả nhà xem. Có nụ rất là nhiều rồi. Nó đang làm nụ nha. Đang làm nụ chi chích đây. Rồi đây thì 250.000 một cặp. Nếu mà lấy 10 cây thì em sẽ tặng một cây nha. Rồi ai thích thì liên hệ bên vườn mai của chiếc chè bông nha. Đây nó đang làm nụ nhỏ nhỏ nè cả nhà thấy không? Đó, đang làm nụ nhỏ nhỏ. Đó, cây thì nó xum xuê ha. Cái bộ gốc thì em thấy nó cũng uống rễ nha. Nó đủ kiểu. Thì thấy cái rễ thì nó cũng đủ kiểu, nó cũng thường thôi chứ cũng không có đặc sắc lắm, nó không có bí có bầu gì hết nha. Tại vì nhầm khi kia em lựa bí bầu thì không có. Rồi đây thì cái tán nó xum xuê thế này ha. Chỉ có 125.000 cây thôi. Và em sẽ bao ship tới nhà luôn, bao ship toàn quốc luôn. Cho nên là mọi người cứ thích thì liên hệ bên em nha. Em ship từ 2 cây. Rồi đây cao khoảng 2 tấc rưỡi trở lên nha. Có cây hơn luôn. Rồi đây cây rất là đẹp, rất là xinh tươi nha. Rồi xin mời cả nhà hãy cùng vào xem và ủng hộ cho vườn mai chích chè bông nha. Đây là giảo siêu bông nha cả nhà.